Ok, chào mọi người, quay trở lại channel của mình. Ngày mai trong ngày đó chúng ta sẽ chơi với bạn Artifact đấy vậy đấy. Ok, thì anh em đã biết rồi, đó chính là game nó có một cái sự kiện, đó chính là sự kiện Hanh Gavin. Thì cái sự kiện đó nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều thứ. Đầu tiên thì chúng ta phải nói tới cái chức năng đấy là chơi bet, tự nhiên có người chơi với tôi nên tôi nói luôn. Thì nó sẽ có chức năng chơi, chúng ta có thể dùng bet để chơi, đó, cực kỳ xịn. Tiếp theo đó chính là về cái nó thêm một số mấy cái linh tinh, và cái chính nữa đó chính là cái chỗ cái đầu này đây, cái chỗ khai đầu Hanh Gavin Chơi Hanh Gavin Gale gây gây đéo gì đấy, chung đó là cái tổng Hanh Gavin, và chúng ta sẽ dùng 400 cái đồng xu để mà quay một lần. Mình đánh giá chỗ này rất là lười nhé, người ta rất là lười, bởi vì cái chỗ này chính là cái chỗ Halloween cũ, không khác gì cái Halloween cũ luôn, rồi thôi kệ người ta có lầm thì thôi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng 400 để có thể sở hữu được bất kỳ một cái món, ví dụ như là tôi nghi hai hàng này là bét nè, đây dùng khí và bét, do nó mới là bét ấy, thành ra là tôi nghĩ đó là bét. Và bây giờ mình sẽ làm một tiếng auto farm để xem coi chúng ta sẽ được bao nhiêu nha. Ok, từ từ đây mở hết đi, tiếng auto hiện tại đang là 4 giờ 1 phút, để con bao nhiêu đồng xu, bây giờ đây là 324 đồng nha. Ok đó, con bét thì nó cũng chả có gì hot đâu, thêm một con phù hỉ thôi, farm thì nó cũng nữa chừng đấy. Cái chỗ tôi nâng cấp lên tóc đánh nha, để farm cho nó ngon. Đam với tóc đánh là ưu tiên nhiều nhất nha, cái chí mạng thì nó chỉ là tỷ lệ thôi, nó chỉ dừng ở cái mức là tỷ lệ thôi nên nó không chắc chắn lắm. Ok, tóc đánh này thêm một phát nữa là full ngon, còn cái gì hot không? Không có gì hot cả. Ok, bây giờ mình sẽ farm nha, farm một tiếng rồi mình quay trở lại. Hiện tại đã 20 phút trôi qua rồi và mình farm được cỡ 5.000 xu, có nghĩa là trong vòng tiếng chúng ta sẽ farm được cỡ 15.000. Ok, mình quay khúc này bởi vì là mình sẽ có một cái việc bận mà mình phải đi cái khúc này, thành ra là mình sẽ cắt cái thời gian lúc này đi, và khi mà mình làm khúc khác thì mình sẽ quay lại ha. Và cái tỷ lệ bet mình cảm giác như là nó sẽ ra nhiều hơn thì phải, nếu như mình không lòng, bởi vì cái hồi xưa cái tỷ lệ bet ra nó rất là sida thì hấp luôn, và nó có cái gift code mới là fail thì phải, có một cái gift code 10k like, một cái gift code fail mà tôi không biết điền vào chỗ nào đó đây, fail nhập rồi. Ok, còn một cái gift code còn lại thì nó sẽ là 10k like nữa, thì là nó vẫn chưa có code mới. Và mình quay tiếp thôi, vào nửa tiếng rồi, nửa tiếng này là do mình đã từng chơi trước rồi nha, anh em biết rồi, để xem coi có gì hot không. À đúng rồi, bet nữa, bet thì nó là mấy con bet cao này, mình sẽ nâng thử coi cái con 2 sao này nó lên nó có ngon hơn luôn xanh biển không, lên luôn. Nó ngon hơn con xanh biển hần thôi, chứ xanh biển nó vẫn là chân ái. Ủa, ok, gì khi nào có gì hot sẽ quay trở lại. Còn một tiếng nữa thôi, 6:40 thì chúng ta sẽ hoàn thành cái vị vào một tiếng úp nha anh em. Và một tiếng úp này không phải là một tiếng liên tục, bởi vì nó cắt khoảng cái khúc 20 phút, anh em biết rồi. Và nó đã và mình đã kiểu như là dọn kho đồ một tí và cho cái cây búa này lên cấp 150. Cấp 150 là maximum đấy. Và khi mà lên cấp 150 xong thì trong vòng 20 phút mình đã farm được 7k5. 7k5 xu hay về 5k xu nha. Thế cho nên là chúng ta cứ việc mình xài đồ đỏ đi, đừng có vì đam to mà xài cái đồ vàng, đồ đỏ khi mà nộp lên maximum ấy thì đồ vàng không không muốn nào vượt qua cả, kể cả cái đồ đỏ đó là của World 1 đi chăng nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi quay nha, và mình cũng đã farm được thêm một bé xanh lo nữa. Và bây giờ thì mình sẽ đi quay, và tất nhiên là chúng ta sẽ không nào ngồi mà coi 17k5 này tiêu hết rồi, khi mình quay thì sẽ có gì hot mình sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ bật auto và ốp tầm nha, Susanoo là 17/19 đồ như thế này đó, thời gian online này đó. Ok, quay thôi, game đẹp gọi là quay quay hết xu, không được vũ khí nào, không được bet nào, và không được con Susanoo nào. Vũ khí tôi đọc là vũ khí màu đỏ nha, màu vàng thì nó sẽ hành autofill hết, tôi chả biết. Ừ đúng rồi, đây không có vũ khí đặc biệt, chỉ có bet đặc biệt thôi. Tôi chả biết là tôi vừa mới dùng một tiếng cuộc đời của mình được gì, nhưng mà ok. Và nếu nào hết được mua nó like thích kênh chia sẻ video này, hôm nay tiếp theo nha, chào các bạn trong những video tiếp theo, sau bye bye.